hoàn toàn không phòng thủ, thậm chí còn thoải mái đổi tấn. Cả hai võ sĩ tích cực ra đòn hơn. Anh cần tìm cự ly cho những pha ra đòn tương tự. Thái Hoàng Huy là người đã để lại ấn tượng rất đẹp ở VSP Pro 2 với một chiến thắng knockout kỹ thuật. Và bây giờ anh sẽ phải đối đầu với một võ sĩ dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên đối thủ của anh bước lên sàn boxing chuyên nghiệp. Đại diện từ Omega Boxing, võ sĩ Vũ Văn Hải. Vũ Văn Hải là một võ sĩ từng tập luyện và thi đấu vào Việt Nam. Gần đây anh đã chuyển qua thi đấu MMA tại Lion Championship 2022. Và bây giờ Vũ Văn Hải sẽ bước lên sàn boxing chuyên nghiệp để tìm kiếm chiến thắng. Lối thi đấu đầy ngẫu hứng của Vũ Văn Hải. Tuy nhiên hiện tại cả hai vẫn đang thăm dò nhau và chưa có được tình huống ra đòn đáng chú ý nào đầu tiên. Những tình huống mời gọi đầy tự tin tới từ cả Vũ Văn Hải và Thái Hoàng Huy. Tình huống vắt tay ra sau của Thái Hoàng Huy tương tự như siêu sao UFC Conor McGregor. Vũ Văn Hải đã tung ra những cú đấm chính xác đầu tiên. Văn Hải thi đấu với lối thả tay đầy tự tin khi mà anh có thể né tránh được tối đa các cú đấm của Hoàng Huy. Né đòn rất tốt từ Vũ Văn Hải. Tuy nhiên khi mà 3 phút đầu tiên của hiệp 1 trôi qua thì các võ sĩ sẽ phải tích cực tấn công hơn. Trả đòn rất thông minh tới từ Vũ Văn Hải khi mà Thái Hoàng Huy không thể tận dụng được các tình huống áp sát. Đôi tay của anh bị giữ lại bởi đối thủ và liên tiếp nhận những đòn đấm vào phần thân người. Cảm giác đòn đầy tự tin của Vũ Văn Hải. Hoàn toàn không phòng thủ, thậm chí còn thoải mái đổi tấn. Lối thi đấu khiêu khích rất khó chịu và càng gây ức chế hơn khi mà Thái Hoàng Huy lại cũng tỏ ra tự tin như vậy. Nhưng anh vẫn chưa thể có được tình huống ra đòn đáng chú ý nào. Chúng ta cùng theo dõi lại những diễn biến đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên. Né đòn ngẫu hứng của Vũ Văn Hải. Đây là cách mà tay đấm sinh năm 1988 ghi điểm trước đối thủ của anh.
tới với những diễn biến của hiệp thiếu đấu thứ hai. Chắc chắn sau những gì đã diễn ra trong hiệp 1 thì các khán giả đang muốn cả hai võ sĩ tích cực ra đòn hơn. Sự khiêu khích đầy ức chế tới từ Vũ Văn Hải. Anh thậm chí gần như không di chuyển thân người và chỉ chờ đợi Thái Hoàng Huy áp sát. Cuộc đối đầu giữa hai võ sĩ rất cá tính. Rõ ràng Thái Hoàng Huy đang lựa chọn một đấu pháp không thực sự hợp lý khi anh không phải là người chủ động ra đòn trước. Lúc này là thời điểm dành cho những cú jab đơn giản, tìm kiếm cự ly thay vì đứng ở một khoảng cách không hề thuận lợi như thế này. Vừa rồi là một tình huống đấm phản đòn, đấm thẳng tay sau của Thái Hoàng Huy. Anh cần tìm cự ly cho những pha ra đòn tương tự. Di chuyển và tấn công rất khó chịu tới từ Vũ Văn Hải. Chúng ta cần những diễn biến tích cực hơn. Cả hai đều tỏ ra là người có ưu thế hơn sau pha ra đòn vừa rồi của Thái Hoàng Huy. Cự ly ra đòn chính xác của Thái Hoàng Huy và anh cần tích cực thực hiện những pha ra đòn như vậy. Cần phải lưu ý rằng trong boxing chuyên nghiệp thì việc tạo ra sát thương nhiều hơn với đối thủ sẽ là ưu thế để giúp họ có thể chiến thắng trên bảng điểm. Một chút mất bình tĩnh tới từ Thái Hoàng Huy. Có lẽ anh cũng đang rất ức chế khi không thể xử lý được những lời khiêu khích của... Trọng tài đã nhắc nhở Vũ Văn Hải không được thực hiện các pha vỗ bằng ức bàn tay. Nhưng điều đó liệu có khiến tay đấm sinh năm 1988 thôi lối thi đấu khiêu khích không? Khi mà bây giờ Thái Hoàng Huy đã có những câu trả lời đầu tiên. Rất chính xác. Ở hiệp thi đấu thứ 3 này thì Thái Hoàng Huy vẫn phải là người ra đòn tích cực hơn.
Một quyết định sai lầm của Vũ Văn Hải khi đứng trước mặt đối thủ và hoàn toàn buông tay thủ. Trọng tài Phạm Việt Khôi đã phải nhắc nhở Vũ Văn Hải không được đánh bằng phần mu bàn tay. Mặc dù vừa rồi là một pha ra đòn ngẫu hứng chính xác, nhưng rõ ràng điều đó là không hợp lệ. Văn Hải đã trở lại với những cú jab tầm xa. Tới hiệp 3 này thì thể lực của cả hai đã bắt đầu có dấu hiệu bị suy giảm rõ rệt. Không còn sự tự tin quá nhiều nữa. Bởi rõ ràng lúc này cả Văn Hải và Hoàng Huy đều muốn là những người chơi phản công. Một đòn đấm kịp thời nhưng chưa thực sự chính xác của Vũ Văn Hải. Và anh tiếp tục nhận một lời khiêu khích. Trọng tài Phạm Việt Khôi đã phải tiếp tục nhắc nhở thái độ thi đấu của hai võ sĩ. Chúng ta có thể thấy những phương án ra đòn của cả hai là tương đối đơn giản. Điều đó khiến cho nhịp độ của trận đấu khó có thể nâng lên cao được hơn nữa. Rằng chúng ta có thể chứng kiến tiếp tục một hiệp đấu với những sự khiêu khích như vừa rồi hay không? Và lách né và tung đòn jab chính xác của Thái Hoàng Huy. Tại sự kiện Fortune of War vào tháng 12 năm 2022 thì Thái Hoàng Huy đã có một trải nghiệm rất khó khăn trước đối thủ tới từ Philippines khi mà anh đã bị hạ knockout. Tuy nhiên đây chỉ là một trận đấu mang tính chất trải nghiệm đối với võ sĩ tới từ thành phố Hồ Chí Minh. Trải nghiệm rất đáng quý. Một tình huống trượt chân của Vũ Văn Hải. Không có knockdown ở trong những tình huống như thế này. Không giống trong boxing nghiệp dư thì những tình huống knockdown được đánh giá rất cao ở sàn boxing chuyên nghiệp. Đối với boxing nghiệp dư thì một tình huống knockdown, một tình huống đấm ngã đối thủ xuống dưới sàn cũng chỉ được tính là một đòn đấm hiệu quả. Còn đối với boxing chuyên nghiệp thì một cú knockdown sẽ được đánh giá là chiếm ưu thế đặc biệt trước đối phương. Và như tôi đã nói ở trong những bình luận trước thì sát thương là yếu tố đánh giá rất quan trọng đối với boxing chuyên nghiệp. Đó, những yếu tố, những sự ưu ái về sát thương cũng là yếu tố khiến cho boxing chuyên nghiệp đầy tính giải trí và trở thành một trong những bộ môn
thu hút nhiều người xem nhất đối với các nước phương Tây và hiện tại đã bắt đầu phát triển tại Việt Nam. Lúc này thì Vũ Văn Hải đã có dấu hiệu xuống thể lực, nhưng dường như Thái Hoàng Huy vẫn chưa thể tận dụng khi mà trận đấu chỉ còn hơn 40 giây. Một pha ra đón tốt của Thái Hoàng Huy. Cả hai bóng sĩ đã cạn kiệt thể lực ở trong những giây cuối cùng này. Bây giờ họ chỉ có thể ghi được những điểm số cuối cùng. Rất khó để thực hiện một cú knock out rõ ràng ở trong những tình huống như thế này. Và trận đấu kết thúc lại là một chút sự mất bình tĩnh nữa từ Thái Hoàng Huy. Một trận đấu rất thú vị, thưa quý vị. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng chờ đón kết quả của ban trọng tài dành cho trận đấu. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi kết quả tới từ các giám định sau trận đấu thú vị đầy sự khiêu khích và cũng rất gay cấn. Và trên tay tôi là kết quả của trận đấu. Kết quả trọng tài đưa ra 36-40, 36-40, 38-37. Kết quả thắng khúc đồng thuận thuộc về Vũ Văn Hải. Xin kính mời bà Sông Lâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn tư vấn đầu tư châu Á